sau mấy ngày qua anh không liên lạc được cho em hả? Tại sao em lại đi với hắn ta? Sao? Đúng là có hàng tốt, có biết xài nữa. Sao cô xuống con lại khổ thế? Cô lật mặt nhanh như lật bàn tay. Bằng chứng như thế mà cô vẫn còn cãi à hả? Khốn nạn! Lại chảy máu mũi hả con? Con không sao đâu mẹ ạ. Được chưa? Dạ, con đỡ rồi ạ. Gần đây mẹ thấy con hay bị chảy máu mũi lắm. Con thử đi khám xem như thế nào. Không cần đâu mẹ ạ. Con cũng đã tìm hiểu ở trên mạng rồi. Họ ghi là tại vì cuối thai kỳ con cũng bị thay đổi nội tiết tố nữ, nên là con hay bị chảy máu cam thôi ạ. Nhưng mà mẹ lo lắm. Mà hôm qua mẹ thấy con live stream bán hàng trên điện thoại tới tận 11 giờ đêm. Sao sáng ra con không ngủ thêm đi, dậy sớm làm cái gì? Mẹ ơi, tại vì con bán được hàng nên là con cũng ham ạ. Với cả con cũng quen dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi. Bây giờ con mà không dậy sớm một hôm thôi là con không ngủ được đâu ạ. Thôi, từ nay trở đi con cứ ngủ thêm đi, chuyện ăn sáng để cho mẹ lo. Không, như thế làm sao được mà mẹ. Mẹ cũng có tuổi rồi, mẹ quan trọng nhất là giấc ngủ đấy. Mọi chuyện này mẹ cứ để con lo. Nhưng mà mẹ lo cho sức khỏe của con lắm. Ui, mấy sáng ngày ra mà hai mẹ con thì thầm gì đấy hả mẹ? Con ý, mẹ thấy dạo này hay đi sớm về muộn lắm, chẳng quan tâm gì đến vợ con cả. Vợ con nó đang có bầu, mình phải quan tâm với con bé hơn chứ. Ôi dào mẹ, vợ con mới có bầu 6 tháng thôi, làm gì mà phải lo như thế hả mẹ? Nói linh tinh cái gì đấy? Vợ bầu 8 tháng rồi mà chẳng nghĩ gì cả, lại cứ tưởng là 6 tháng. Đã 8 tháng rồi hả mẹ? Nhanh nhá. Cái thằng... Không sao đâu ạ, dù sao chồng con cũng là giám đốc điều hành của một công ty lớn, nên là mấy chuyện nhỏ nhặt này con lo được hết đi mà. À anh ơi, em nấu đồ ăn sáng rồi đấy. Alo. Rồi rồi, tôi biết rồi. Nha. Anh, bây giờ anh ra luôn nhé cho nóng. Thôi, anh không ăn đâu. Anh phải đi ăn với cả đối tác rồi. Vợ con nó phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu cho con ăn đấy. Ăn đi cho nó vui. Nhưng mà vấn đề ở đây là bây giờ con đang bận công việc mẹ. Thôi, mẹ với cả vợ con ăn đi. Con đi làm đây. Mẹ ơi, con nấu một bát bún riêng cho mẹ rồi đây này. Mẹ xin. Bún ngon thế này không ăn chỉ có thiệt thôi. Không ăn ra tí mẹ ăn hết. Dạ. Ra ăn đi con. Vâng ạ. Không, 3, 8, 4, 2. Alo, em chào chị ạ. Em gọi từ shop Anna Linh ạ. Có phải hôm qua chị đặt bên em một chiếc túi sách và một đôi giày size 38 phải không ạ? Dạ vâng, trong ngày mai chị sẽ nhận được hàng nhá. Em cảm ơn chị ạ. Em chào chị ạ. Linh, có chuyện gì thế con? Kìa, con sao thế? Thời buổi con rớt thứ 13 lên ngôi à? Lũ trời đánh này! Trung phải làm cái gì nhỉ? Có phải là cô muốn biết những gì tôi nói có thật hay không đúng không? Sao? Cô nhìn thế này mà có khổ không hiểu à? Làm gì có nữ thư ký nào lại ngồi chễm chệ ở ghế giám đốc thế này không?
Đương nhiên là tôi và anh Trung phải có cái gì rồi. Im đi. Thôi, những cái gì cần nói tôi đã ghi hết trong tin nhắn của cô rồi. Cô đọc đi. Cô còn một chút ít liêm sỉ nào ấy, cô hãy rời xa anh Trung đi. Đừng có bám cái con đỉa đói nữa. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là vợ của anh ấy mà. Vợ? Cô nghĩ anh Trung coi cô là vợ? Cô sẽ sớm bị hất cẳng thôi. Vợ của anh ấy phải là tôi. Này, cô, chắc lâu rồi cô có xoay gương nhỉ? Cô nhìn lại cái bản thân mình đi. Cái bụng thì to trình ảnh ra đấy, làm da thì lại còn đen đúa, khuôn mặt thì quê mùa. Cô không biết chưa à, anh Trung lại chán ngấy cô từ rất là lâu rồi. Có chồng mà không biết giữ thì lấy giữ hộ cho. Đúng là có hàng tốt mà không biết xài nữa. Cô giả mất. Này, nhìn lại bản thân mình đi. Tôi khuyên cô một câu ấy, đã yếu thì đừng có đòi ra gió. Cô không lại được tôi đâu. Khốn nạn. Khốn nạn á? Để mà ngồi vào cái chức phu nhân của giám đốc ấy thì khốn nạn nữa. Khốn nạn mãi tôi cũng bằng. Cô giả mất. Cô làm gì thế hả? Chị Linh ơi, em sai rồi, chị đừng đánh em nữa. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh ơi, nhưng mà cô... Cô định làm loạn ở công ty tôi à? Hả? Ok, cô ơi. Cô làm cái trò gì thế hả? Anh ơi, nhưng mà cô ta... Cầm cái mồm lại. Bằng chứng như thế mà cô vẫn còn cãi à? Hả? Cô bằng mồm của cô ác thế. Không. Chắc gì đã phải nó làm. Con phải nghe hai tai chứ. Con xin mẹ. Mẹ nhìn thấy như thế mà mẹ vẫn chưa tin à? Sao mà con ngốc thế? Ở đây có camera. Tại sao con không trích lại đi? Chúng lại sao? Mẹ chỉ thấy chưa? Để anh đưa em đi viện nhá. Rồi ạ. Ôi dồi, con ơi, con làm sao thế này? Ôi kia con ơi, Linh à, ở đây có ai không? Có ai không? Cứu con dâu tôi với. Trời đất ơi, cứu cháu tôi với. Có ai không? Bảo hết sức bình tĩnh. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện cô Linh bị ung thư máu. Bây giờ chúng tôi có phương án thế này. Chúng tôi sẽ mổ bắt thai, đương nhiên là tuần thai còn ít, khả năng cứu được em bé là 50-50. Phải như thế thì cô Linh hóa trị được. Bà và gia đình lạc kỹ đi. Con khỏe mà mẹ. Con bàn với thằng Trung đi, rồi chúng ta sẽ... Không đâu mẹ à, con sẽ không mạo hiểm tính mạng của con đâu. Nhưng mà như thế này ấy, thì con sẽ gặp nguy hiểm mất. Có chết ấy, thì con cũng không mạo hiểm tính mạng của con đâu. Con xin thằng bé ra, xong rồi con chết cũng được. Sao cái số con lại khổ thế? Mẹ nói cái gì đấy ạ? Con có người mẹ chồng thương con như con gái, có đứa con trai này khỏe mạnh, thế là con cũng thấy may mắn lắm rồi ạ. Được rồi, mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con, lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Con nhớ. Các cậu làm ăn như thế mà được hả? Các cậu có biết dự án này nó là quyết định sự sống còn của công ty không hả? Có làm được việc không? Không làm được thì nghỉ hết đi. Thế nào rồi? Món nợ tháng này đã trả được chưa? Anh ơi, anh có thể thư thư cho em thêm vài bữa được không ạ? Nói thật với cả anh là dự án vừa rồi của bọn em nó bị thua lỗ.
hay là anh đầu tư thêm vào dự án khác đi. Em hứa với anh là thôi em... hứa hẹn nhiều lắm rồi nhá. Tháng này mà không trả được tiền đấy thì dọn đồ khỏi công ty đi. Công ty ấy nhượng sang cho tôi nhá. Anh Tùng, thực sự là tôi làm việc lúc nào cũng có nguyên tắc của mình nhá. Thế nào chú em? Một tháng rồi đấy, không có tiền trả nợ anh ấy, thì nhượng lại công ty đấy. Thư, sau mấy ngày qua anh không liên lạc được cho em hả? Tại sao em lại đi về hắn ta? Anh nhìn như này mà em không biết à? Anh bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ thất thế thôi. Anh lấy tư cách gì mà gọi cho tôi hả? Người bây giờ xứng đáng với tôi ý, phải là anh Tùng mới đúng. Này, cô lật mặt nhanh như lật bàn tay đi nhỉ? Thì làm sao? Anh bây giờ ấy, một đồng xu dính túi mà còn không có. Anh lấy tư cách gì để mà quát tôi? Hả? Đúng là uổng công tôi yêu thương cô mà. Nhưng mà tiếc thay, tôi lại không hợp với những kẻ nghèo kém như anh. Vậy cô hợp với những loại người nào? Mẹ, anh à, bây giờ anh lại còn kéo bè kéo lũi nữa cơ à? Tôi nói cho anh biết nhá, cái người hợp với anh ấy là con mụ vợ xấu xí quê mùa của anh ấy kìa. Mà tôi nói cho anh biết luôn, cái vụ lần trước ấy là tôi đổ oan cho cô ta đấy. Tôi làm như thế là để cô ta hứng chọn cái tát của anh đấy. Cô im ngay. Sao? Này, con trai bà con không quát được tôi, bà lấy quyền gì mà quát tôi? Cô giỏi lắm. Chứ còn sao nữa, bây giờ người yêu của tôi là anh Tùng đã là giám đốc của cái công ty này rồi. Tôi còn sợ gì nữa chứ. Anh Tùng, anh đuổi hết lũ này đi. Còn ai nữa, cái lũ rùi bọ này này. Đúng rồi, đúng là tôi nuôi ông tay áo mà. Anh à, em tin anh có thể làm lại từ đầu mà. Cô nói thì dễ lắm, lặp lại từ đâu? Trong thời gian vừa qua em cũng có bán hàng online. Em để dành được 500 triệu. Em sẽ đưa số tiền đó cho anh để anh làm lại từ đầu anh nhá. Kiều Linh, con đang bị ung thư máu đấy. Số tiền đấy con cần phải giữ lại để chữa bệnh cho mình. Mẹ ơi, con không cần đâu. Con chỉ cần những người yêu thương con được hạnh phúc. Còn con thì sao cũng được ạ. Mẹ nói cái gì ạ? Ung thư là sao ạ? Con Linh nó bị ung thư máu. Bác sĩ khuyên nó nên sinh sớm để chữa trị bệnh, nhưng nó nhất định không nghe, vì nó muốn thằng bé sinh ra được khỏe mạnh. Đến bây giờ còn ít tiền, lại đưa hết cho chồng để làm lại sự nghiệp. Con ơi, sao mà con lại ngốc như thế? Mà con ngốc đến bao giờ chứ hả con? Con có biết không, con hy sinh cho chồng, nhưng mà nó có nghĩ đến con đâu. Con Linh, anh sai rồi. Thôi, diễn trò như thế là đủ rồi đấy. Anh Tùng à? Anh đuổi hết cái lũ rồi bọ ấy đi. Ai là rồi bọ ấy thì tôi cũng chưa biết. Còn cái vấn đề mà đuổi ấy thì phải hỏi chủ tịch đã. Dạ, chào chủ tịch ạ. Cậu Tùng, cậu làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn cậu. Mẹ, như thế là sao ạ? Con vẫn chưa hiểu à? Chính mẹ là chủ tịch của tập đoàn Ham. Trước thế này mẹ không ra mặt, mẹ để cho Tùng điều hành. Bởi vì mẹ muốn an hưởng những ngày cuối cùng ở bên cạnh các con. Nhưng đứng trước tình thế này, bắt buộc mẹ phải ra mặt. Mẹ đã cho Tùng mua lại hết công ty của con. Có làm như vậy thì con mới nhìn ra được bộ mặt thật của con hồ ly tinh này. Mẹ, con sai rồi. Con người phụ nữ tần tảo ở bên con, yêu thương gia đình, hy sinh hết lòng vì chồng vì con, còn không cả màng đến tính mạng của mình. Con kiếm đâu ra được một người vợ như cái Linh? Vậy mà con đã làm những gì?
còn đi ngoại tình với một đứa không ra gì, chỉ hám tiền, hám quyền thôi. Con biết con sai rồi mà. Con... Kiệt Linh. Anh Trung ơi, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi. Cô bỏ ra. Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện tôi lại yêu cái loại như cô à? Hả? Cô là đồ khốn. Cô cút. Cút. Linh. Quay xe cấp cứu cho cô, nhanh. Em có sao không? Linh. Kìa, em bình tĩnh đi. Cố lên em con. Em yên tâm, anh sẽ tìm mọi cách để cứu em mà. Em bình tĩnh lại đi. Cố lên con ơi. Cố lên. Em phải sống. Em phải sống để hưởng phúc cùng anh và mẹ và con em nhá. Rồi sau này gia đình mình sẽ hạnh phúc mà em. Con. Cố lên con ơi. Cố lên. Đi, xe cấp cứu đến rồi. Con.